Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là những lý do tài xỉu hay đánh lừa tâm lý của anh em nhé Ok anh em thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 41 củ đây và chiến tại cầu môn TDC thì nửa chơi này thì anh em hãy xem những cái ảnh của mình sẽ có ok không, những cách chia sẻ của mình sẽ nó ổn áp hay không nhá. Thì mình nói luôn với tất cả anh em là những lý do tại sao mà tài xỉu lại hay đánh lừa đánh lừa tâm lý của anh em như vậy nhá. Thì đây là cái cách của người ta gọi là thao túng tâm lý tại sao mà mình lại nói là đây là cách thao túng tâm lý bởi vì là những cái cách thao túng tâm lý này là có thể là để cho anh em bị cháy tài khoản bất cứ lúc nào đấy anh em nhiều anh em chơi là hay 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 bị những cái dạng cầu là đánh nhờ tâm lý đúng không anh em thì ví dụ như mình chỉ ví dụ như thường thường anh em chơi ở những cái dạng cầu tài chẳng hạn anh em cảm giác như anh em sắp ra xỉu rồi anh em cứ đánh vào xỉu đúng không cho nhưng mà lại không ra xỉu lại cứ đứng vào tài hay là vào những cầu xỉu mà cảm giác sắp ra tài anh em cứ đánh vào tài nhưng mà lại cứ ra xỉu à, anh em đấy đấy là cái cách gọi là đánh lừa tâm lý gọi là thao túng tâm lý của anh em để cho dẫn anh em cho em cay cú này dẫn đến anh em không bình tĩnh thì khi mà những lúc như vậy thì anh em sẽ bị cháy tài khoản bất cứ lúc nào anh em nhé đấy nhưng quan trọng nhất là anh em chơi này anh em phải là thực sự biết kiềm chế bản thân mình này đấy biết cách những cái cách gọi là kiềm chế những cái tâm lý này không đánh gọi là đánh theo cái kiểu là thắng như thua và thua như thắng anh em phải thực sự là anh em phải bình tĩnh bình tĩnh hơn những lúc chưa lúa anh em nhé bình tĩnh hơn những lúc chưa lúa thì khẳng định với tất cả các anh em đang xem được video của mình nhé. chắc chắn với anh em một điều là anh em đã chơi là phải win mà đã chơi là phải thắng đúng chưa anh em đấy nên là anh em phải tỉnh táo về những cái vấn đề này nhá để tránh cái tình trạng anh em mất lúa ở những cái cái lúc mà gọi là người ta gọi là ở cái bộ môn tài xỉu này gọi là nhà cái gọi là thao túng tâm lý của anh em đánh lừa tâm lý của anh em nhá nên là anh em chơi anh em phải để ý nhá đấy nếu như anh em chơi mà anh em gặp những cái dạng cầu là nghịch quá hay những cái dạng cầu là những cái cầu nào lừa đánh lừa tâm lý của anh em thì anh em nên bỏ qua những cái dạng cầu đấy để chờ những cái dạng cầu nào quen thuộc anh em hãy chơi để như vậy thì anh em sẽ không bị mất lúa ở những cái dạng cầu đấy nhá để tránh cái tình trạng anh em gọi là gây phẫn nộ cho anh em để cho anh em cay cú đó thì ra bỏ rồi nóng vội mất khôn mà đôi khi là mình chỉ cần một vài tay là mình là không kiểm soát được bản thân mình thôi thì làm sao thì là mình cái điều đấy là gãy tài khoản là cái chuyện bình thường anh em ạ nhá nên em chơi anh em phải tỉnh táo về vấn đề này, này nhá rồi ok anh em anh em đang xem được video của mình mà cảm thấy hay và cảm thấy những cách chia sẻ của mình cảm thấy ok và hữu ích thì anh em hãy cho mình một lượt like và được follow nhá cảm ơn tất cả anh em còn ninh có cái con uh, TDC thì nửa chơi này thì mình đã để sẵn cho anh em ở dưới phần miêu tả rồi anh em mà đam mê về những cái bộ môn thể thao thì anh em ấn vào link và tải về và trải nghiệm thôi đấy thì câu keo ở trên cái con uh, TDC thì được chơi thì anh em biết rồi cầu nó chạy rất là đẹp luôn cầu rất là rất là nhiều dạng cầu đa dạng và phong phú đấy anh em nhìn đây cầu đây là cầu 212 này cầu 22 này lại về cầu 212 này đấy và đây là cầu một ngắn này về cầu là 23 này và đây là cầu 3113 này và đây là cầu 3112 này và đây cầu 3 -2 và đây cầu 23 nó có chạy đi và chạy lại bởi vì là cầu theo cái kiểu cầu vòng lặp và cầu nhớ đấy nếu anh em chơi thì anh em cứ để ý những cái dạng cầu này, anh em có thể biết bắt cầu và biết đánh đúng không anh em đấy rất là dễ dàng đơn giản dễ chơi và cũng thường đảm bảo anh em đánh là kiểu gì win nhá đấy rất là dễ và bây giờ thì anh em sẽ xem cái tính tiếp theo xem nó có phải là về tài hay không nào xem tiếng này làm gì ạ rồi ok húp anh em nhá đấy em thấy chưa đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp thôi chuẩn chưa anh em rồi tiếp tục nhá vòng quay lại lối tiếp vòng quay với cái vị 652 này khả năng cao cái vị 652 này là sẽ bị gãy cầu anh em ạ khả năng cao đây này nhìn chưa đây 65 ở à đâu đây là 642 chứ 642 đây không có 652 đây không có 652 khả năng tiếng này 652 cầu này thì mình vẫn đánh là gì vẫn đánh vào cầu tài ok anh em, đấy mình vẫn cầu tài một năm một hai ba đấy, anh em hãy xem và chờ đợi anh em phải nhớ vị nhá, anh em nhớ vị là khi mà đến đoạn cầu lào đấy, là anh em đã biết là cầu này là gãy hay là đỗ rồi, đấy rồi ok anh em đã tiếp tục vòng quay đầu tiếp vào quay, xem những cách chia sẻ của mình xem nó cảm thấy là ổn áp không, xem nó cảm thấy ok không nhá link của cái con TDDC thiên đường ở chơi này thì mình đã để sẵn cho anh em ở dưới phần miêu tả anh em đam mê về những cái bộ môn thể thao thì anh em hãy ấn vào link để tải về và trải nghiệm thôi và bây giờ thì hãy cùng mình chờ đợi kết quả xem tên này có thực sự là tài hay không nhá 8 7 6 5 4 3 2 1 mở anh em ơi có về tài không chắc chắn là về tài rồi anh em thấy chưa đẳng cấp chưa anh em đấy cực kỳ dễ dễ chơi và dễ trúng thưởng nhá để mình xem là lên 16 rồi lên 16 khả năng cao cái tiếng này là vòng trúng xỉu anh em ạ đây là khả năng cao thôi nhưng mà mình phải xem qua cầu kèo xong mình mới đánh nhá không nên vội vàng anh em nên đánh em không nên vội vàng nhá vẫn là tiếng tài vẫn là tiếng tài nên là cầu 23 cầu 23 vẫn là cầu tài còn một cầu tài đấy anh em ạ tiếng này đánh 5 nít thôi anh em nhá tiếng này đánh 5 nít thôi đánh nhỏ nhắn xinh xắn thôi đừng đánh uh, lớn làm cái gì cả đấy không chắc chắn anh em đánh nhỏ còn khi nào anh em thực sự chắc chắn thì anh em hãy đánh to nhá. Ok anh em và bây giờ thì anh em hãy chờ và đợi và xem kết quả của tay tiếp theo xem nó có về tài tài hay không nhá. Xem nó có những, đúng những gì mà mình chia sẻ với anh em hay không. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em là những lý do những lý do uh, ở những lý do mà cái uh, bộ môn tài xỉu này là hay đánh lừa tâm lý của anh em như vậy đấy là anh em phải hiểu nhá những lý do như thế nào đúng chưa anh em đấy tất cả nó rất là nhiều lý do anh em ạ đấy nên là anh em chơi thì anh em phải để ý để làm sao để tránh tình trạng mà anh em gãy nhá đây là cái cách gọi là nhà cái gọi là thao túng tâm lý của anh em để cho anh em có thể cháy tài khoản mà anh em có thể gãy tài khoản bất cứ lúc nào đúng chưa anh em rồi ok tiếp tục vòng quay đầu tiếp vòng quay nhá tay vừa rồi đã hút rồi anh em thấy đẳng cấp chưa quá đẳng cấp luôn đã tiếp tục lại 652 tiếp lại tiếp tục ra 652 tiếp 652 này khả năng cao nó lại vẫn về xem anh em nào về tài về chịu theo mình ấy, thì tiếng này thì mình sẽ đánh một tiếng nghịch về đây đấy một tiếng tiếng này tiếng xỉu đi bởi vì là cầu keo hay là đánh rô tay nhỉ 652 652 để mình tính xem á nếu như cái đường cầu nếu như ok nếu như mà gặp những cái đường cầu nghịch này thì có lẽ là mình nên bỏ qua cái đường cầu đi em bỏ qua cái đường cầu đi em nhé đấy bởi vì cái đường cầu này là đường cầu là thao túng tâm lý anh em đây đánh lừa tâm lý anh em để cho anh em có thể mất lúa ở cái dạng cầu này đây nên là cầu này thì mình bỏ qua để mình chờ xem nó về gì nhá đấy anh em nhìn đây sai cái vị 652 652 đây nó cũng là vị lẻ luôn đấy rất là khó rồi xem là cái vị để vị gì mình bỏ qua tay này để mình chờ những tay cầu là quen thuộc mình chơi mình không đi đâu mà phải vội vàng cả mình bỏ qua một vài tay để đấy lại chuyện bình thường rồi ok xem kết quả là xem về gì đấy em thấy chưa đấy nó có phải là thao túng tâm lý anh em không đấy nếu cái tiếng này anh em thấy là cái cầu gọi là tam giác đúng chưa anh em anh em đánh về cái cầu xỉu anh em gãy cầu rồi đấy nó rất là đấy luôn đúng chưa anh em rồi thì anh em chơi anh em phải tỉnh táo nhá và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em là lý do tại sao mà tài xỉu lại hay đánh nửa tâm lý của anh em như vậy ok là anh em cũng đã biết rồi đúng không anh em rồi nhá và bây giờ thì mình đã xin phép tất cả anh em và bây giờ lên được 47 củ rồi đang có lãi có lời thì mình xin phép tất cả anh em là mình sẽ chốt lãi lại cái này nhá ok xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video theo xin chào và hẹn gặp lại